Đây là chương trình xem mắt xấu hổ nhất ở Nhật Bản. Hai người nam nữ xa lạ lần đầu gặp mặt thì đã phải cosplay bệnh nhân và bác sĩ. Vậy bọn họ nảy sinh tình cảm với nhau chứ? Kura 29 tuổi, độc thân đã 3 năm. Mio 23 tuổi, độc thân 2 năm. Mio nói bản thân khi đối mặt với bác sĩ sẽ có chút xấu hổ, còn Kura lại nói sẽ khiến Mio được thư giãn. Cảnh đầu tiên sẽ do Kura làm bác sĩ. Hai người lần đầu gặp mặt, Kura có dáng điệu rất giống với bác sĩ. Mio nhìn thấy là một bác sĩ đẹp trai nên không kìm lại được mà nở nụ cười thật tươi. Tiếp theo Kura sẽ bắt đầu khám cho Mio. Sau khi kết thúc, Mio cũng không thể tiếp tục diễn được nữa. Còn Kura vẫn rất đàng hoàng. Xem ra diễn xuất của Mio không được rồi. Cảnh thứ hai là do Mio làm y tá. Lần này Mio hóa trang thành y tá phụ trách đút cơm cho Kura. Mio nói đây là việc mà cô ấy muốn tự tay làm. Kura liền nói ngon lắm, ngon lắm. Mio lúc đó cười như lợn kêu vậy. Cảnh thứ ba là do Mio hóa trang thành người bệnh bị ngất xỉu. Kura đi ngang qua phát hiện cô ấy ngất dưới đất. Hình như cô ấy bị sốt rồi. Hay thật, Mio hình như rất mập phải không? Kura bế vất vả như vậy, làm bạn trai như vậy là không được rồi. Việc này khiến Kura mệt muốn chết, còn Mio nằm trên giường thì khó hiểu, tôi làm gì mập như vậy chứ? Cảnh thứ tư là Mio hóa trang thành y tá lau chùi thân thể cho bệnh nhân Kura, nhưng Mio nhìn nhưng vẫn không dám hạ thủ. Nên đành phải tuyên bố thất bại. Cảnh thứ năm là Kura giả làm bác sĩ, anh ấy cầm dụng cụ gì đó đến massage phần bụng cho Mio. Mio căng thẳng phải che miệng lại, lần này nói gì thì cô cũng không dám cười như lúc nãy được. Rất nhanh thì đã kết thúc. Cảnh cuối cùng sẽ là Mio đến làm thủ tục xuất viện. Kura lấy bó hoa mà mình đã chuẩn bị ra. Mio cười tươi hạnh phúc. 5 tiếng sau, Kura một mình đứng đợi ở địa điểm đã chỉ định. Trong lòng nghĩ, mau xuất hiện đi cục cưng à. Vừa nghĩ xong thì Mio liền xuất hiện sau lưng anh. Hai người bọn họ đã thực hiện thử thách thành công. Tiếp theo sau đây sẽ là cặp đôi có ý nghĩa hơn. Đây là chương trình hẹn hò xấu hổ nhất ở Nhật Bản. Một đôi nam nữ xa lạ lần đầu gặp mặt thì đã trải qua một ngày trong căn phòng ma ám. Vậy bọn họ sẽ nảy sinh tình ý với nhau không? Shiga năm nay 25 tuổi, độc thân 1 năm, còn Loli năm nay 24 tuổi cũng độc thân đã 1 năm. Hai người bọn họ gặp nhau trong căn nhà nhỏ trên núi. Bọn họ nghĩ ban tổ chức chương trình lần này thật sự rất thú vị. Buổi tối của bọn họ là ở đây nướng thịt, nhưng điều đáng sợ đang ập đến. Xung quanh đó xuất hiện một âm thanh rất kỳ lạ, nên bọn họ quyết định vào nhà kiểm tra xem thử. Lúc này trên lầu cũng xuất hiện điều kỳ lạ. Kiểm tra một vòng thì không phát hiện gì cả. Bọn họ ra ngoài và nghĩ có thứ gì kỳ lạ đâu. Sau đó bọn họ lại đi vào tiếp tục trò chuyện rất thoải mái trong phòng, nhưng lại không biết bình yên trước giông bão. Lúc này Loli đã phát hiện ra điều bất thường, còn Shiga thì ngơ ngác kiểu phát hiện thứ gì vậy. Sau đó Loli thay đồ ngủ, hai người cùng uống chút rượu vang thay đổi bầu không khí. Bên ngoài tiếng chó sủa liên tục phát ra, nghe nói chó có thể nhìn thấy được thứ mà con người không nhìn thấy. Loli không biết đã nhìn thấy thứ gì mà không để Shiga đi ra. Ôi, điện cúp thình lình xảy ra, bầu không khí trong phòng rơi vào trong trạng thái kỳ lạ. Sau khi có điện lại, bọn họ nghĩ rằng đã yên ổn. Thì trước cửa sổ có thứ gì đó bay qua. Không ngờ cảnh đó đã dọa Loli bật khóc. Shiga liên tục an ủi cô ấy.
căn phòng cuối cùng đã quay lại trạng thái bình yên, bọn họ tìm chủ nhà đến để sửa điện. Sửa xong thì hai người cùng tiễn chủ nhà về. Sao không có người nào bình thường hết vậy? Hai người để phòng có sự cố xảy ra nên vội đi ngủ. Ngày hôm sau tổ chức chương trình cho biết đó chỉ là trò đùa mà thôi. Loli bật cười. Rất nhanh bọn họ đã phải tạm biệt. Một đêm như vậy sẽ khiến bọn họ nảy sinh tình cảm sao? 5 tiếng sau, Siga quay lại nơi đó. Anh đã đợi một tiếng nhưng Loli cũng chưa xuất hiện. Tổ chức chương trình đến tìm Loli thì biết lý do mà Loli không đến chính là khi mình bị dọa thì Siga lại cười. Đây là lý do sao? Cặp đôi tiếp theo sau đây lại càng tấu hài hơn. Đây là chương trình hẹn hò xấu hổ nhất ở Nhật Bản. Cặp đôi nam nữ xa lạ lần đầu gặp mặt thì đã hôn môi 5 lần. Kaku năm nay 20 tuổi, Kami 22 tuổi. Sở trường của bọn họ là khiêu vũ và vẫn còn độc thân. Bọn họ lần đầu gặp mặt đều không thèm nhìn đối phương. Bọn họ liệu có vượt qua được sự sắp xếp của chương trình? Chỉ chạm một cái rồi tách nhau ra, Kuka có chút xấu hổ. Hai người điều chỉnh lại tâm trạng rồi làm lại từ đầu. Kuka thì cứ đứng đó nhìn mãi như vậy, còn Gami thì xấu hổ che mặt lại. Ôi mẹ ơi, thời gian một phút dài thật. Gami thì che mặt lại, còn Kuka thì nhắm mắt lại. Cả hai người đều rất xấu hổ. Gami lần này cảm thấy không tệ, còn Kuka thì lại rất trầm lặng. Lần này có lẽ đã khiến Gami có chút buồn bực. Kuka tấn công quá mãnh liệt, bản thân anh cũng có chút không ngăn cản nổi. Nhìn xem đôi tất bẩn như vậy cách một màn hình cũng đều có thể ngửi thấy mùi chua đó. Kuka nhắm chặt hai mắt lại rồi nhảy trong vô thức, còn Gami muốn ngồi yên cũng không vững một chút nào. Nhạc trong phòng nhảy nổi lên, bọn họ bắt đầu lắc lư trong vô thức. Sau khi kết thúc thử thách hôn nhau 5 lần, Kuka rời đi trước mà không một chút do dự. 5 tiếng sau, Gami đã đến đợi trước ở địa điểm đã chỉ định. Đợi nửa ngày trời cuối cùng đã gặp được Kuka. Nói vài câu đơn giản thì biết bọn họ lại học cùng một trường. Kuka liền tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày đều gặp nhau. Bọn họ dùng một nụ hôn để nói thử thách hôm nay đã thành công.